nước hồng sâm quân KGC trong quan giang là thành quả của quy trình tuyển chọn và chế biến nghiêm ngặt với thành phần tinh chất hồng sâm 6 năm tuổi kết hợp các thành phần cao cấp khác. Thương hiệu hồng sâm chiếm hơn 80% thị trường Hàn Quốc. Được ưa chuộng tại 60 nước. Bao gồm Mỹ, châu Âu, Trung Quốc. Quy cách đóng gói, hộp 15 gói x70ml gói bằng 1050ml. Hồng sâm quân được sản xuất có hương vị thơm ngon ngọt ngào để những ai không thích hồng sâm bởi vị đắng của nó vẫn có thể dùng được. Sản phẩm với nguyên liệu chính là hồng sâm 6 năm tuổi trong quan giang bổ sung thêm các thành phần phụ quý như táo tàu, gừng khô, quế, kỳ tử giúp bổ sung sinh lực, hồi phục sức khỏe, đặc biệt là dành cho những người luôn mệt mỏi trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Thành phần và hàm lượng, nước tinh khiết, isomanto oligosaccharide IMO, tinh chất hồng sâm Hàn Quốc cô đặc 6 năm tuổi thành phần rắn 60%, thành phần hồng sâm trên 70mg trên gam không, 36%, thực vật hỗn hợp cô đặc táo tàu Hàn Quốc. Gừng khô Hàn Quốc, quế, kỳ tử, dextrin, mạch nha, axit citric, chất tạo hương tổng hợp hương thảo mộc. Công dụng, hỗ trợ bồi bổ nguyên khí, tăng cường sinh lực, tăng sự tỉnh táo. Hướng dẫn sử dụng. Người lớn ngày dùng một lần một gói trực tiếp. Trẻ em dưới 15 tuổi dùng nửa lượng trên. Đối tượng phù hợp cho mọi người tốt cho những người cơ thể suy nhược hãy chú ý khi sử dụng chung với các loại thuốc khác thuốc hỗ trợ trị tiểu đường thuốc chống cao huyết áp